Phần tay chúng ta sẽ móc vòng tròn ma thuật ở phần đầu. Sau đó chúng ta móc lên như thế này. Phần tay này thì mình sẽ ráp vào thân bằng một đường ngang cổ tay ở đây. Ráp vào thân như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào bên trong vòng tròn 6 mũi đơn. Cách tạo vòng tròn ma thuật thì cũng giống như ở phần đầu mình đã hướng dẫn. 6 mũi đơn và cho vòng tròn khít lại. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tăng mũi từ 6 lên 12. Nghĩa là các bạn sẽ móc 6 mũi đơn tăng. Chúng ta sẽ tăng mũi từ 6 lên 12. Các bạn móc 2 mũi đơn vào cùng một chân, lặp lại 6 lần. Sau khi móc xong hàng tăng mũi này thì chúng ta sẽ móc lên 3 hàng 12 mũi không tăng, không giảm. Các bạn sẽ móc 3 hàng 12 mũi. Sau khi móc xong 3 hàng 12 mũi không tăng, không giảm thì chúng ta sẽ móc một hàng giảm mũi từ 12 thành 8 mũi. Thì các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm, lặp lại 4 lần cho hết vòng. Chúng ta vừa móc xong một mũi đơn bình thường, tiếp đó là một mũi đơn giảm, một mũi đơn bình thường, một mũi đơn giảm, một mũi đơn bình thường, một mũi đơn giảm, một mũi đơn bình thường và một mũi đơn giảm. Như vậy là chúng ta còn 8 mũi. Các bạn sẽ móc lên 4 hàng 8 mũi không tăng, không giảm. Móc xong 4 hàng 8 mũi không tăng, không giảm thì chúng ta sẽ nhồi gòn vào bên trong. Sau đó các bạn gấp đôi hàng cuối cùng lại như thế này. Đâm kim qua cả hai bên và móc lên thành mũi đơn. Tiếp tục đâm kim qua cả hai bên, móc lên thành một mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã tạo thành một cái đường ngang như thế này của phần tay. Sau đó các bạn sẽ kết thúc cắt dư ra một đoạn để may ráp tay vào thân. Chúng ta sẽ làm hai cái tay. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần chân. Chúng ta cũng sẽ móc hai chân. Thì phần chân sẽ ráp vào thân như thế này. Chúng ta sẽ móc
từ phần đế này lên tới phần trên này, thì đầu tiên các bạn sẽ móc 7 mũi bính. Phần chân chúng ta không móc vòng tròn ma thuật mà chúng ta sẽ móc mũi bính tạo thành một hàng ngang như thế này. Sau đó chúng ta sẽ móc vòng xung quanh dây bính này để tạo thành phần đế chân như thế này. Chúng ta sẽ móc 7 mũi bính. Tạo mũi đầu tiên thì các bạn có thể thắt nút thòng lọng hoặc là chúng ta sẽ để kim ở bên dưới len. Các bạn đưa kim lên trên qua bên sợi len như thế này, vòng len như thế này và móc sợi len qua là chúng ta đã tạo được mũi đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ móc 7 mũi bính. Bỏ qua mũi bính đầu tiên không móc. Các bạn sẽ móc vào mũi bính thứ hai này, một mũi đơn. Đây là mũi đầu tiên của hàng 1. Chúng ta cũng dùng kim gài để gài mũi đầu tiên này lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn lần lượt vào 4 mũi bính tiếp theo. Ở mũi bính cuối cùng, chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng mũi bính này. Ba mũi đơn vào cùng một mũi nha các bạn. Và chúng ta sẽ vòng qua phía bên này để móc vào phần còn lại của dây bính ban đầu. Thì các bạn cũng sẽ móc 4 mũi đơn vào 4 mũi bính tiếp theo. Ở mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc một mũi đơn tăng, nghĩa là hai mũi đơn vào cùng một chân ở mũi cuối cùng này. Như vậy là hàng đầu tiên chúng ta sẽ có tổng cộng 14 mũi. Hàng thứ hai, các bạn sẽ móc vào mũi đầu tiên chúng ta đã đánh dấu đây. Các bạn móc vào mũi này một mũi đơn tăng, nghĩa là hai mũi đơn vào cùng một chân, cũng đánh dấu mũi đầu tiên lại. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục móc 5 mũi đơn bình thường vào trong 5 mũi tiếp theo. Hai mũi tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi đơn tăng. Hai mũi vào cùng một chân và mũi tiếp theo cũng là hai mũi vào cùng một chân. Tiếp tục móc 5 mũi đơn vào 5 mũi tiếp theo. Mũi cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng.
Như vậy là kết thúc hàng này, chúng ta sẽ có 18 mũi. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng vào mũi đầu tiên này. Tiếp tục móc 7 mũi đơn vào trong 7 mũi tiếp theo. Hai mũi tiếp theo chúng ta sẽ móc mũi đơn tăng. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Và tiếp theo là hai mũi đơn vào cùng một chân. Móc tiếp 7 mũi đơn. Mũi cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn tăng. Xong hàng này, chúng ta có 22 mũi. Các bạn sẽ móc hai hàng 22 mũi, không tăng không giảm. Sau khi móc xong hai hàng 22 mũi không tăng không giảm thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi để tạo phần mũi chân. Các bạn sẽ móc 7 mũi đơn bình thường. Sau đó móc 4 mũi đơn giảm. Có nghĩa là các bạn móc giảm mũi 4 lần. 1 2 3 4 và móc 7 mũi đơn cho tới hết. Như vậy là chúng ta vừa giảm mũi từ 22, giảm 4 mũi, còn 18. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ giảm thêm 4 mũi. Các bạn sẽ móc 5 mũi đơn bình thường, 4 mũi giảm và 5 mũi đơn bình thường. Chúng ta đã giảm từ 18 thành 14 và bây giờ tiếp tục giảm thêm một lần nữa. Đó là giảm 2 mũi ở phía trên này thì các bạn sẽ móc 5 mũi đơn bình thường, 2 mũi giảm và 5 mũi đơn bình thường. Hai mũi giảm. Và 5 mũi đơn bình thường cho tới hết hàng. Như vậy là chúng ta còn 12 mũi. Các bạn sẽ móc lên 3 hàng 12 mũi không tăng không giảm là chúng ta sẽ hoàn thành được chân. Sau khi móc xong 3 hàng không tăng không giảm
thì các bạn sẽ kết thúc và cắt chừa ra một đoạn để may vào thân. Sau khi móc xong tay và chân thì mình sẽ móc phần mũi. Phần mũi này mình sẽ dùng màu cam hoặc là màu đỏ tùy ý các bạn. Chúng ta cũng tạo vòng tròn ma thuật và móc 6 mũi đơn vào bên trong vòng tròn. Kéo cho vòng tròn khít lại. Các bạn sẽ móc một hàng không tăng mũi, đó là móc 6 mũi đơn. Hàng này chúng ta sẽ móc 6 mũi không tăng mũi nha các bạn. Hàng thứ hai chúng ta sẽ tăng từ 6 lên thành 9 mũi. Thì các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 3 lần. Như vậy là chúng ta sẽ tăng từ 6 lên thành 9. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc một hàng không tăng mũi, đó là 9 mũi đơn. Các bạn móc một hàng 9 mũi đơn không tăng mũi. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta sẽ kết thúc và cắt chừa ra một đoạn dài để may phần mũi vào trong phần đầu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp tay chân vào trong phần thân. Trước khi ráp thì các bạn phải dùng kim để cố định phần tay chân vào trong thân. Chúng ta sẽ đặt tay vào trong thân sao cho cân đối và các bạn dùng kim để ghim cố định lại. Sau đó, các bạn sẽ dùng kim để may ráp phần tay vào trong phần thân. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào một mũi ở phần thân và một mũi ở phần tay. Tiếp tục đâm kim vào một mũi ở phần thân. Và một mũi ở phần tay. Như vậy là chúng ta đã ráp phần tay vào phần thân như thế này. Kết thúc thì các bạn sẽ xỏ kim qua một mũi
và luồn đầu kim qua phần sợi len như thế này để thắt lại. Sau khi thắt lại thì chúng ta sẽ đâm kim vào bên trong để giấu phần sợi thừa này vào trong bên vào trong thân. Và các bạn sẽ cắt sát ở đây. Như vậy là các bạn đã ráp xong một tay. Tay thứ hai thì chúng ta cũng sẽ ráp tương tự như vậy. Và lưu ý là các bạn ráp tay như thế nào để cho cân đối hai bên. Tương tự, phần chân chúng ta cũng nhồi gòn vào bên trong và đặt phần chân tương ứng với phần thân, dùng kim ghim để ghim lại. Trước khi ráp thì các bạn phải ghim cố định phần chân vào phần thân như thế này. Sau đó chúng ta cũng sẽ dùng sợi thừa này để may ráp tương tự giống như ở phần tay. Mình đã có một video clip hướng dẫn may ráp các bộ phận khi móc thú bông. Thì các bạn có thể tham khảo video clip này. Phần chân các bạn cũng sẽ may ráp một mũi cổ thân và một mũi cổ chân. Chúng ta đâm kim qua một mũi của phần thân và một mũi của phần chân. Tiếp tục đâm kim qua một mũi của thân và một mũi của chân. Các bạn ráp như vậy cho tới hết phần chân này và ráp hai bên. Phần mũi cũng tương tự giống như phần tay và phần chân. Chúng ta sẽ ráp mũi vào giữa hai mắt. Cũng dùng kim để gài cố định phần mũi này vào trong phần đầu. Dùng sợi thừa đã chừa lại ở phần mũi để may ráp vào trong đầu. Mình cũng lấy một mũi của phần đầu và lấy một mũi của phần mũi này. Sau khi chúng ta ráp phần mũi này vào trong đầu rồi thì mình sẽ dùng cái sợi này để mình may thêu cái miệng ở phía dưới luôn. Còn nếu như các bạn muốn cái miệng màu khác thì các bạn có thể sử dụng sợi màu khác. Để thêu miệng thì mình sẽ đâm kim vào vị trí phía bên trái. Mình sẽ vòng
sợi len tạo thành khuôn miệng như thế này và đâm kim vào vị trí ở bên phải. Sau đó mình đưa kim lên vị trí ở giữa miệng phía dưới này. Và đâm kim ngược lại vào bên trong chỗ vị trí ở giữa này. Ở đây mình còn móc thêm một phần mũ để đội ở trên đầu này nữa. Và mình sẽ giấu sợi len thừa này vào bên trong đầu. Như vậy sau khi các bạn ráp xong thì chúng ta đã có một người tuyết hoàn chỉnh. Mình sẽ móc thêm trang phục cho người tuyết, bao gồm phần mũ và phần khăn quàng cổ. Phần khăn quàng các bạn có thể sử dụng màu len tùy ý. Chúng ta sẽ móc dây bính dài khoảng 50 mũi bính. Nếu như các bạn muốn phần khăn quàng cổ mà có thể quấn được nhiều vòng quanh cổ thì các bạn có thể móc nhiều mũi bính hơn. Hoặc là nếu như các bạn thấy phần khăn này mà nó dài quá thì các bạn có thể bớt mũi bính đi. Khi mà các bạn móc thì các bạn có thể vừa móc các bạn vừa ướm vào bên trong phần cổ này sao cho ưng ý là được. Mình sẽ móc một dây bính dài. Và mình sẽ ướm vào phần cổ như thế này. Sau khi mình thấy dây bính ướm vào cổ bằng với lại kích thước của phần khăn mà mình muốn móc thì mình sẽ không móc dây bính nữa mà mình bắt đầu móc ngược lại một hàng mũi đơn hoặc là một hàng mũi nửa kép vào trong dây bính này. Nếu như các bạn muốn phần khăn có bản to thì các bạn sẽ móc mũi nửa kép hoặc là mũi kép. Còn nếu như các bạn muốn phần khăn có bản nhỏ thì các bạn chỉ cần móc mũi đơn. Mình sẽ bỏ qua mũi đầu tiên không móc và mình sẽ móc vào mũi bính thứ hai. Móc mũi đơn lần lượt vào bên trong dây bính này. Các bạn móc mũi đơn cho tới hết hàng thì chúng ta đã hoàn thành xong phần khăn quàng cổ. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết thúc cắt chỉ và chúng ta sẽ giấu cái phần sợi thừa này vào bên trong những cái mũi móc này. Các bạn có thể dùng kim may để xỏ sợi này vào và luồn vào trong, hoặc là các bạn có thể dùng kim móc để móc giấu cái sợi này vào bên trong. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần khăn quàng cổ. Và các bạn sẽ quàng khăn vào trong cổ. Thắt lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần mũ. Thì phần mũ mình sử dụng màu đen. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật
6 mũi vào bên trong vòng tròn. Kéo cho vòng tròn khít lại. Chúng ta sẽ tăng mũi tịnh tiến từ 6 lên tới 36 mũi, giống như ở phần đầu mình đã hướng dẫn các bạn tăng mũi. Các bạn sẽ tăng từ 6 mũi lên tới 36 mũi. Sau khi tăng mũi lên tới 36 thì chúng ta sẽ được phần trên của mũ như thế này. Các bạn sẽ móc một hàng 36 mũi nhưng mà móc sợi sau. Như mình đã nói là ở bên trên một mũi móc nó sẽ có hai sợi, sợi phía sau và sợi phía trước. Thì hàng này chúng ta chỉ đâm kim qua sợi phía sau để móc một hàng 36 mũi. Đâm kim qua sợi phía sau và móc lên. Khi các bạn móc sợi sau thì trên bề mặt sản phẩm sẽ còn dư lại sợi phía trước tạo thành đường gân. Sau khi móc xong một hàng sợi phía sau 36 mũi thì các bạn sẽ móc thêm 5 hàng 36 mũi nữa. 5 hàng không thêm không bớt và là móc bình thường chứ không phải là móc sợi sau. Chúng ta chỉ móc một hàng này sợi sau, sau đó sẽ móc 5 hàng 36 mũi. Sau khi móc xong 5 hàng không tăng mũi thì chúng ta đã được phần thân của mũ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ móc phần vành của mũ. Các bạn sẽ tăng mũi từ 36 lên thành 42. Thì các bạn sẽ móc 5 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Phần vành mũ này thì chúng ta sẽ tăng mũi để cho to ra. Năm mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Ở phần mũ này nếu như các bạn móc xong 5 hàng không tăng mũi, các bạn ướm thử vào đầu mà thấy nó còn ngắn thì các bạn có thể móc thêm 1-2 hàng không tăng mũi. Hoặc là các bạn thấy nó hơi dài thì các bạn có thể giảm bớt đi 1 hàng. Sau khi móc xong hàng này, chúng ta sẽ tiếp tục một hàng tăng mũi từ 42 lên 48. Đầu tiên, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn bình thường. Một mũi đơn tăng. Tiếp đó chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Và kết thúc sẽ là 4 mũi đơn bình thường. Như vậy,
Đầu hàng chúng ta có hai mũi đơn, một mũi đơn tăng. Sau đó là 6 mũi đơn và một mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Còn lại ở phía cuối này là 4 mũi đơn bình thường. Tổng cộng là chúng ta sẽ được 48 mũi. Hàng tiếp theo, chúng ta sẽ tăng từ 48 lên thành 54 mũi. Các bạn sẽ móc 5 mũi đơn bình thường. Một mũi đơn tăng. Tiếp tục móc 7 mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng, lặp lại 5 lần. Và sau đó kết thúc là hai mũi đơn bình thường. Mục đích chúng ta móc những mũi đơn tăng ở những vị trí khác nhau là để cho cái phần vành mũ này nó tròn đều đẹp hơn. Hàng cuối cùng chúng ta sẽ tăng mũi từ 54 lên thành 60. Thì các bạn sẽ móc 8 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Sau khi móc xong thì các bạn sẽ kết thúc và cắt chỉ là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc mũ. Khi kết thúc thì các bạn sẽ móc một mũi trượt. Móc lên một mũi bính và cắt chỉ. Rút kim ra, thắt lại. Chúng ta đã móc xong phần mũ cho người tuyết. Các bạn sẽ dùng kim để giấu cái sợi thừa của mũ vào bên trong. Chúng ta có thể dùng kim may hoặc là dùng kim móc đều được. Ở đây mình sẽ dùng kim may và mình sẽ luồn phần sợi vào bên trong những mũi chúng ta đã móc. Các bạn có thể may ráp hoặc là dán phần mũ này cố định vào trong đầu, hoặc là có thể để phần mũ rời, chúng ta đội vào. Phần sợi thừa ở phía dưới này mình cũng sẽ giấu vào bên trong những cái sợi này. Các bạn có thể may thêm phần nút áo ở phía trước thân. Hoặc là các bạn dùng vải dạ, các bạn cắt thành hình nút áo và các bạn dán vào phần thân này. Hoặc là các bạn có thể trang trí thêm những phụ kiện mà các bạn thích. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần người tuyết. Chúc các bạn thành công!